Thời mạt Pháp, ma quỷ đội lốt thầy tù, chùa thì kinh doanh du lịch tâm linh, sư thì làm kinh tế. Trong thời gian qua đã gây dậy sóng dư luận trong và ngoài nước. Quý vị thân mến, theo Phật giáo Đại Thừa của Đông Nam Á, thì mạt Pháp chính là giai đoạn của những giáo lý của Đức Phật dạy đã bị mai một, bị suy giảm dần, gọi là mạt. Không chỉ các Phật tử tại gia mà chính là các tăng ni cũng không hiểu được các giáo lý mà Đức Phật đã dạy. Tất cả chỉ còn là dưới dạng hình thức. Ở giai đoạn này, rất nhiều người đã hiểu sai về Phật giáo. Theo các chuyên gia, thì thời kỳ mạt Pháp bắt đầu xuất hiện từ 1500 sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Đây chính là giai đoạn thứ 3 của Phật giáo. Tiếp sau hai giai đoạn sau chính là Chính Pháp và Tượng Pháp. Thời kỳ mạt Pháp xuất hiện dự đoán sẽ làm xảy ra nhiều điều sâu xa, trái với quy tắc đạo đức. Lúc này, chính các đệ tử của Phật Pháp cũng xuất hiện nhiều cuộc đấu đá xung đột. Điều này khiến họ không thể thực hành theo các đức hạnh của Phật, không học được các điều lành mà chỉ còn gây khổ đau. Các đệ tử khó kiên trì trên con đường tu học mà ý chí lại rất mỏng manh, dễ thay đổi, bỏ chính theo tà. Cách đây hơn 2.500 năm trước, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong những năm truyền pháp của mình đã để lại cho con người tương lai nhiều dự ngôn rằng vào thời kỳ mạt Pháp sẽ thường xảy ra, cũng chính là lúc con người không còn tâm pháp để cầu thúc đạo đức. Hiện nay, chùa là sàn giao dịch kinh doanh, sư tăng thì vô đạo đức, nhìn đâu cũng thấy hàng giả, đồ giả, và đến thầy tu cũng là giả tu. Chính vì sự suy đồi này nên nhiều người khó có thể phân biệt được chính pháp và tà pháp nữa. Bởi vậy nên có nhiều người có hỏi câu nói rằng đi tu có phải là một nghề hay không? Việt Nam ngày nay hiện đang có hơn 14.000 ngôi chùa. Trong số đó có những ngôi chùa rất hoành tráng với mức đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng, lập nhiều kỷ lục trong khu vực lẫn thế giới. Nhưng Phật giáo của nước ta từ xưa tới nay đâu có nhiều ngôi chùa to lớn như vậy. Những ngôi chùa to lớn đó hầu hết đều là những ngôi chùa mới xây. Điển hình như chùa Bái Đính ở Ninh Bình hay chùa Tam Chúc hiện nay là ngôi chùa to nhất, được xác lập như chùa của tượng Phật bằng đồng giác vàng lớn nhất châu Á. Chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, có tượng Phật Di Lặc đồng bằng lớn nhất Đông Nam Á. Không chỉ có vậy, còn có nhiều tượng La Hán có giếng ngọc lớn nhất và sở hữu nhiều cây bồ đề nhất tại Việt Nam. Nếu bạn đã từng đến ngôi chùa này thì sẽ thấy ngôi chùa này tiện nghi nhất, bởi vì ngay trong khuôn viên của chùa còn có cả khách sạn, quán ăn tạp hóa và quán cà phê để phục vụ nhu cầu ăn uống. Và hầu hết các khách đến đây đều phải trả phí dịch vụ của chùa, ngay cả đi vệ sinh cũng mất tiền. Chưa kể hòm công đức còn có rất nhiều rải rác ở khắp nơi. Thực tế nhìn chung thì Việt Nam đầu tư rất nhiều vào chùa. Rất nhiều chùa xa hoa lộng lẫy và những ngôi chùa đó thường kèm theo rất nhiều hình thức kinh doanh trên đó. Mấy ai đầu tư những trường học sập sệ trên vùng cao hay những bệnh viện quá tải và những cây cầu sắp sập, nguồn nước thì ô nhiễm, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống. Hiện nay nhà chùa tăng ni là những hình ảnh mà người dân Việt nhiều đời tôn trọng thành kính. Văn hóa truyền thống đã dạy người Việt chúng ta phải kính trọng các bậc tu hành, vì họ là những người đã dứt khoát khỏi trần tục, từ bỏ giàu sang danh vọng phú quý để tìm con đường tu thân, từ đó dẫn dắt người đời đến một cuộc sống thánh thiện, chân thiện mỹ. Các vị tu sĩ Phật giáo là những con người đã tự bỏ được cái tầm thường tham sân si của giới phàm tục, quyết định xa gia đình, vứt bỏ phú quý danh vọng để tự nguyện trở thành kẻ phục vụ chúng sinh, lấy tinh thần từ bi hỷ xả làm lý tưởng để lo cho đời sống tâm linh của con người. Đồng thời, chấp nhận làm kẻ thấp hèn trong xã hội, cũng như quên mình để hiến dân cho lý tưởng. Chính vì vậy, hình ảnh các tăng sĩ Phật giáo luôn được người dân Việt kính trọng. Thực tế, vẫn có người từ bỏ sự nghiệp thành công, vai trò lớn trong xã hội vì giác ngộ lý tưởng cao cả của Phật giáo, trở thành nhà đạo đức tâm linh trọn đời, phụng sự xóa bỏ nỗi niềm đau, mang lại an vui hạnh phúc.
Khác với một số tôn giáo khác, tăng sĩ Phật giáo không ăn lương, nặng về hành trì và đời sống đạo đức chứ không phải là bổng lộc, quyền uy và chức tước. Đa phần, người Phật tử đều không coi đi tu là một nghề, cho rằng việc coi đi tu là một nghề là quan niệm thái độ thiếu thiện chí, vì người tu hành chân chính không ai coi đi tu là một nghề. Vì việc tu luyện thần tâm rất nghiêm khắc, không đơn thuần dễ dàng mới đạt được kết quả trần thiện mỹ và giải thoát giác ngộ. Việc coi đi tu là một nghề là quan niệm ám chỉ một số người lợi dụng tôn giáo để trục lợi, mưu cầu lợi ích riêng. Trái với ý kiến trên, lại có những người quan niệm đi tu là một nghề, bởi họ cho rằng đi tu sở dĩ là một nghề và là một nghề sướng nhất, vì không đòi hỏi vốn kiến thức, không cần đầu tư tài chính mà chỉ cần thuộc vài ba bài kinh là có thể hành nghề một cách dễ dàng. Khi tu hành không cần làm việc, nhưng đất đai, tài sản, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc do Phật tử cung hiến cũng đã quá dư thừa, cho phép những vị này có thể tiêu xài thoải mái, ăn uống no say, vợ con đầy đủ, nếu muốn thì tình nhân cũng sẵn có ngay. Nhà cửa được miễn thuế, ăn khỏi tốn tiền và có người hầu hạ, kẻ làm bếp dâng lên tận miệng. Có vị còn biến từ nhà cho ở đến nơi thờ phượng thành cơ sở kinh doanh với giá cắt cổ. Từ cuốn sách cho đến gói thực phẩm, tất cả các hoạt động kinh tế đều theo hình thức thu tiền mặt. Hơn nữa, các lễ lộc tôn giáo không bao giờ có tình trạng miễn phí hoặc giảm giá cho người nghèo, mà phải tuân theo từng bậc giá cả khác nhau. Chính việc một số thầy đòi hỏi giá cả để tổ chức những buổi lễ đình đám cho hôn nhân, cầu siêu an táng đưa cho cốt về chùa, đã tạo cơ hội cho tín đồ Phật tử những tính xấu, xem thường việc linh thiêng tôn giáo, đồng thời tạo cho những gia đình nghèo thiếu phương tiện bị mặc cảm và đau lòng mỗi khi có người thân vừa nằm xuống. Và bên cạnh đó, họ còn thấy trong những ngôi chùa lớn, tu sĩ đi xe sang, dùng điện thoại đời mới và có tài xế riêng. Ăn uống có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót, đi đâu cũng có người đón rước rầm rộ. Rồi việc các sư thầy đua nhau lên mạng xã hội, khoe khoang những hình ảnh phản cảm. Trong khi đó, nhiều người bỏ công sức đi học bao nhiêu năm trong ghế nhà trường, nhưng vẫn phải vác bằng chạy đôn chạy đáo, kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Chính những điều đó đã khiến họ phải thốt lên nghề đi tu là một nghề ngồi mát ăn bát vàng, và chẳng những là một nghề ấm thân cho kẻ tu hành mà còn giúp họ nhanh chóng trở thành triệu phú, lại không phải mất một giọt mồ hôi, chỉ cần một sớm một chiều là có thể trở thành kẻ ăn trên ngồi trước và được trọng dụng nhất trong thiên hạ. Chính vì vậy, có người muốn đi tu để trở thành triệu phú một cách nhanh chóng, được thiên hạ đội lên đầu chắp tay vái lại, được cung phụng đủ thứ từ tiền bạc tới danh vọng, thậm chí cả tình cảm. Bởi họ nhìn nhận ra rằng, thực tế có rất nhiều người kính trọng tu sĩ một cách quá đáng, có thể nói là lố bịch của một số Phật tử đã làm hư các thầy, đồng thời biến các vị tu hành trở thành thánh Phật là thần thánh oai nghiêm và quyền uy vô lượng. Hằng ngày chắp tay kính lạy, việc gì cũng là của thầy, đều là tốt đẹp, lời thầy nói gì nghe cũng hay cũng phải. Những hành động này không những đưa cái tôi của các thầy lên tận mây xanh, những cái tầm thường xấu xa trong lòng các vị tu hành đã không diệt được mà còn bị dấy lên, khiến cho tâm tham sân si trong lòng các vị tu hành ngày càng lớn. Chính những điều này làm cho một bộ phận không nhỏ tu sĩ không chuyên tâm tu tập, tự coi mình là bề trên và việc Phật tử cung phụng hầu hạ là chuyện đương nhiên, từ đó dẫn đến buông lỏng việc tu tập và đi theo con đường hưởng thụ cuộc sống phóng túng. Đây chính là nguyên nhân khiến cho nhiều người nghĩ rằng đi tu là một nghề mà là nghề dễ dàng nhất, không cần đổ mồ hôi mà vẫn được hưởng lợi. Hiện tượng các thầy tu đặt giá cho các khóa lễ không còn là hiện tượng hiếm mà đã trở nên phổ biến. Đi đến đâu cũng có thể nghe, cũng có thể thấy, nhất là đối với các ngôi chùa ở phía Bắc. Việc này còn được một bộ phận cò mồi kết hợp với kinh doanh và lợi dụng. Sự cuồng tín của một số đông Phật tử nên ngày càng trở nên trầm trọng. Mới nghe qua chắc nhiều người sẽ giật mình,
nhưng thật sự là có những khóa lễ có giá lên tới cả bạc tỷ. Các thầy tu càng nổi tiếng thì lại càng được trọng vọng và giá để mời các thầy làm lễ sẽ càng cao. Không những vậy, số tiền thu được từ những việc này lại không bao giờ phải nộp thuế và không bao giờ bị kiểm toán. Do đó, cứ mặc sức đặt giá và mặc sức thu tiền. Vì vậy, nhiều người nhìn thấy tu hành là một nghề rất dễ dàng kiếm tiền, không cần phải đầu tư tiền bạc công sức. Lợi dụng tôn giáo, như việc giả sư đi khất thực, đi bán hương, đi quên tiền, hoặc thậm chí lợi dụng uy tín hình ảnh của thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, diễn ra ở nhiều địa phương khác nhau và ở nhiều cấp khác nhau. Việc báo chí phản ánh về các hiện tượng vi phạm giới luật có hành động lời nói phản cảm, làm ảnh hưởng tới đạo đức Phật giáo, đã và đang làm cho hình ảnh người tu sĩ Phật giáo trở nên méo mó. Thời gian qua, chúng ta đã thấy rằng đã có hiện tượng biến thái trong Phật giáo. Tu sĩ tự tử vì sử dụng ma túy, tu sĩ đưa gái vào chùa ngủ qua đêm, tu sĩ lừa đảo và tình và tiền, tự tử vì thất tình, hay gần đây còn có những tu sĩ chửi mắng nhau trên mạng hay bơm nước thánh vào bình thuốc sâu để phun lên các đệ tử Phật giáo. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề này không chỉ do sự kính ngưỡng tu sĩ một cách quá đáng của một bộ phận Phật tử, mà còn do bản thân của những tu sĩ này thiếu sự kiên trì tu. Việc đi tu của họ có thể xuất phát từ một động cơ không thanh tịnh, thiếu lý tưởng phụng sự, và bản thân họ không thể phụng sự nhân sinh đúng với tinh thần từ bi vô ngã, vị tha theo lời Đức Phật dạy. Chính việc này đang bị các thế lực xấu lợi dụng để phỉ báng tôn giáo. Thậm chí người của các tôn giáo khác đã mở các trang mạng xã hội để thóa mạ Phật giáo, làm xấu hình ảnh của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng không nên vờ đũa cả nắm. Bên cạnh đó, vẫn còn có những người tu sĩ chân chính chúng ta cần học hỏi. Còn mấy vị tu sĩ vô đức kia là con sâu bỏ dầu nồi canh của Phật giáo.